Để phát triển tư duy, nhiều cha mẹ lựa chọn cho con tham gia các chương trình giáo dục trực tuyến. Phải lưu ý rằng là tư duy ở đây là phải là tư duy giúp cho con cái tự học, chứ không phải là tư duy ở đây là tư duy chết chỉ cho một cái tình huống thôi. Để hoạt động học tập, trải nghiệm phát triển tư duy thực sự có hiệu quả với trẻ, cha mẹ nên có những lưu ý như thế nào? Nội dung được chia sẻ trong chương trình Vì Tấm Bóng Việt hôm nay. Học giỏi toán, con sẽ có tư duy tốt. Đây là quan điểm của chị Hồng khi cho hai con học toán ngay ở lứa tuổi mầm non. Xưa nay mình cứ được mình cứ nghe mọi người nói là ôi học được toán là thế thông minh lắm. Thế là lúc nào đấy là một cái động lực. Và khi mà mình học toán ứng dụng ý, thì mình thấy xung quanh cái gì nó cũng là toán. Đi ra ngoài đường, đèn xanh, đèn đỏ nó cũng là toán. Tất cả mọi thứ đều là toán ở trong cuộc sống hết. Thì mình thấy là toán rất là cần thiết. Cùng quan điểm, sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn, chị Hải cũng cho con tham gia lớp học toán trực tuyến với nhiều tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất ý, là phải về việc phát triển tư duy cho con. Đấy. Thứ hai là gì? Phải giúp cho con là học được tốt trên trường. Bởi vì thực ra bạn nhà mình năm nay đến lớp 1 rồi. Nếu mà học những cái kiến thức nó quá là không gắn kết với trên trường thì nó cũng ảnh hưởng đến việc học của con. Và cái thứ ba nữa, đấy là nó phải phát triển được cái vấn đề là tiếng Anh ở trong toán nữa. Theo các chuyên gia giáo dục, năng lực tư duy đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn các lớp học để rèn luyện phát triển năng lực này, cha mẹ cần lưu ý. Phát triển năng lực tư duy cho các con ấy là một cái điều rất là quan trọng, ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên là chúng ta lựa chọn được những cái khóa học như thế nào để giúp con có thể phát triển được tư duy thì đây lại là một cái vấn đề khá là đau đầu đối với cả các cái vị phụ huynh. Bây giờ ấy thì xu hướng của giáo dục là không dạy những cái kiến thức phân mảnh và mang cái tính chất là đánh đố nhau giống như là gọi là các cái đề thi nữa. Mà họ có xu hướng là gì? Dạy những cái kiến thức mang tính chất là tích hợp. Thay vì dạy hóa riêng, lý riêng, toán riêng thì có xu hướng là dạy STEM. Tức là qua đó là tích hợp cả công nghệ, cả toán, rồi là cả khoa học kỹ thuật và thậm chí là cả những cái môn khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật là art, là STEAM thì cũng cho vào đấy. Để cho các bạn ấy có thể là vận dụng tất cả những kiến thức tổng hợp và tạo ra được một cái sản phẩm nào đó mà hữu ích với cả cuộc sống. Là giáo viên dạy toán ứng dụng nhiều năm nay, theo cô Huyền, hiệu quả hoạt động dạy và học không phụ thuộc vào hình thức trực tuyến hay trực tiếp. Trẻ sẽ rèn luyện được năng lực tư duy, nắm bắt được kiến thức thông qua những trải nghiệm thực tế với những giáo cụ trực quan sinh động trong quá trình học. Yếu tố thứ nhất đó là sẽ giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức toán học gì. Và yếu tố thứ hai đó là phương pháp nào thì giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức toán học đó. Và phương pháp ở đây đó là học bằng việc làm. Người thực hiện phải là bản thân học sinh. Chỉ khi học sinh thực sự được đặt trong công việc và thực sự làm ra kiến thức, tức là làm việc, thì năng lực và tư duy của học sinh mới được sinh thành và phát triển. Là trẻ có khả năng tư duy, hiểu rõ và phân tích được bài toán, cũng như là hiểu rõ được các khái niệm toán học. Thế còn cái thứ hai đấy là phát triển tư duy trong toán học, đấy là ứng dụng cái khái niệm toán học để cho giúp cho trẻ mở rộng cũng như là giải quyết vấn đề. Cũng theo các chuyên gia giáo dục, năng lực tư duy, khả năng tự học sẽ là chìa khóa giúp trẻ chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, phát triển bản thân sau này. Gánh nặng lớn nhất của cha mẹ cũng như là nền giáo dục ấy, là sẽ phải giúp cho con chuyển cái gánh nặng của việc học tập trở thành là cái năng lực tự học. Để về sau các con còn có cái năng lực học tập suốt đời cơ. Chứ còn đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái kiến thức mà mỗi ngày nhân loại sản sinh ra thì lúc nào nó cũng vượt quá cái khả năng tiếp nhận của các con. Cho nên là không thể nào mà bố mẹ thấy rằng là cái này con cũng cần, cái kia con cũng cần, và cho con đi học hết tất cả các khóa này khóa khác, thì chỉ làm cho các con cảm thấy là quá tải và có thể là tổn thương về mặt sức khỏe tinh thần nữa thôi. Tự thiết kế bộ giáo cụ nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục trẻ mầm non. Nhà trường cần có sự chủ động. Nội dung sẽ có trong chương trình Vì Tấm Bóng Việt tiếp theo.